Không không khô không. Không vậy chú không bị phong. Đúng rồi chú không bị phong. Không có ăn thịt bò được. Mặc áo là dữ lắm kìa. Không gầy là mặn dữ tận không à. Vậy hả chú? Hôm qua dữ tận mặc áo. Hả? Nó tên gì quên à? Giang hả? Giang. Giang chắc nhỏ tuổi em á hả? Giang là xong hả? Không. Trường Giang. Trường Giang là xong hả? Xong rồi, xong rồi. Sau này nó có. Giang là chắc tối nhất ngày. Tên của một con sông dài cuộn cuộn nước á, Trường Giang. Bữa nghe nhạc theo cậu ấy, đúng. Vụ hỏi cái vụ là cái vụ mà Trường Giang cái nó tước. Nó có cái hai danh hài gì mà hai đi chung với nhau á, là mình biết đó bán liền luôn. Mấy ông nội kia không biết đó bán. Em không biết gửi chứ biết gửi là em dính luôn á. Dễ vụ thôi, không kẹp. 1000 người mới được 1 người. Với phô là không kẹp. Anh gửi vô cái không gian vô rồi. Không kẹp. Nó nói tin nhắn mình nó gửi vô cái câu đó. Nhưng mà nó ngọt với một câu nữa. Thầu thêm câu nữa, có bao nhiêu người gửi đáp án giống như bạn? Không có. Bây giờ gửi cho mình á. Mình gửi trúng nhưng mà mình gửi chậm hơn ta. Có bao nhiêu người như vậy? Thì mình gửi mình đúng à. Nó nói thì không có. Mình gửi mình đúng cũng nói ra mình không biết rồi. Nó đã có hỏi rồi là người ta gửi mẹ rồi. Mình không kịp ta. Không kịp. Ba chú lùn, một chú đi sau nhất. Là chậm chậm nha. Cái xô. Chậm đi cháu. Cái kế là cầm một cái xẻng. Rồi một chú đi đi đầu là cầm cái gì? Dù mình nói cái tô rồi cầm cái tô đi rồi nó cái chén mà đụng rồi cũng đầu. Cầm đầu. Đúng mà ông mình nói mình ví dụ mình như mình không chỉ đạo mới đâu người ta nói lời là cái câu đó là như phải có ý nghĩa mới được. Phải có ý nghĩa đúng mới được. Bây giờ mình nói mình nói về cầm cái chén là sai đúng không? Nếu mình nếu mình đã cầm đầu xong là nó ra bán luôn như mình rồi. Mà mình nhắn tin không được 50.000. Có tao. Nó nhắn xong nó quay số trong đó 1000 người phải đúng 1000 người nó quay trúng cái số nào thì được người đó được hưởng. Không kẹp. Dễ gì mà được. Dễ sao dễ hàng lắm. Tại tao nghe nhạc theo cậu mấy bữa mà khó ngủ á. Nghe nhạc cậu chỉ nè, dắt chèo nhà đậm đè. Nhà đậm đè. Hai Vĩnh Long chứ. Rồi xong Bến Tre ví dụ như một tin nhắn là 3 ngàn 2 mấy 1 giờ là các thủ mà mình 1 ngàn người gửi tin nhắn là 3 triệu thì nó thử mình chừng triệu à nó còn lời nhé thôi có 50 ngàn ví dụ vậy em nói vô ghê quá còn ai xuống đâu còn 2 ly mở đâu có còn 3 ly đầu tiên á em với 2 ly gửi à em với anh hai uống rồi á lấy giờ lấy gái mượn bài tôi không cho nó cũng vừa quay gan anh chứ không đò thôi em lại mới chọn em cái tưởng điếc luôn mà tao nó dậu tao nó lại chết luôn dạ bây giờ tôi không cho mấy cái tay rồi lấy dao gai con chín nước vô nè cái này nó chọn em cái sợ luôn bây giờ luôn không cho mấy cái nhà thử móc thứ hai nữa ví dụ như lỗ tai mình co mà lỗ tai tử cái đó phải nó lấy rồi lấy rồi nó bỏ đâu lấy rồi chùi chùi móc người khác nó lay lum mà không mà nó chọn vô thì chọn vô rồi chắc té tốn sống rồi đó lấy dữ là mới thiệt là mới thiệt không được làm là mới rồi cái xe của coi mà lỡ đứt rồi nó xe mình xong rồi nó xe cái xe khác xong cái xe mình sao thì đó vậy sợ cái đường xe lỗ to á cái lỗ làm là nó cạo rồi là nó bỏ nó dục nhưng mà nó đầu giấy lỗ tai là nó giấy người khác xong rồi nó giấy là mình liền à nó dục cái lỗ làm thì mình không nói đi còn cái đầu giấy lỗ tai đó rồi giờ nó giấy vô cái ống anh lấy cái trước cái đầu cái đó à nó lấy nó xe nó cũng có làm như cái lỗ làm trong đó bộ có chứ nên đứt cái lòng lỗ tai nó cạo mấy cái đó không kỹ là bị ra luôn không đi ra luôn có mấy người ta lấy đó ta lấy không kỹ ra chết luôn rồi khi đó thì không đi vậy mà đi ra đi ra đó đi ra đó kỹ được cái đó anh đi hết tóc lấy cái bông tóc rồi vô chấm tại vì tôi là hớt tóc hớt chứ giờ ăn tiền cũng bằng giá người kia lấy lỗ tai cho tôi không lấy rồi
hai ly anh em mình điệu ghê luôn á. Nhiều khi đi giáo ai biết được. Anh em còn quất hết luôn. Cái này giống con em con có chuyện đại thôi. Tâm luôn. Đậu xuống không? Có cho đánh thuốc không? Thành cho xuống rồi. Em không cho hút. Tôi xin cái ly cấu được rồi. Rót em hút rồi. Thôi khỏi xin. Đưa uống à? Nãy giờ thấy anh chưa. Còn chưa uống trước nè. Tôi uống ra. Nói uống nè. Nãy giờ mà như anh hai nói là không thấy anh Hiền uống rượu dơ. Quá hồi nãy nó đưa nó uống rượu dơ. Cái sạch. Cái sạch đó. Cứ ăn ai dơ thì uống thôi à. Không dơ người khác thì dơ tơ rồi. Nãy đưa nó uống rượu dơ mà. Có một lần à. Có một lần à. Chị nói con này ngon ghê thử thử dịch đó, bữa hảm Khánh đi xuống Trà Vinh đó không. Hả? Anh chị gì vậy, con không có liên hệ từ đắp rồi đó hả? Dạ không à. Ở vậy là chó sủa phải không, anh đang nói cậu phải không? Con cậu gọt quẹo luôn, chó đang sủa rồi quẹo luôn. Quẹo luôn đi, hai người được rồi, một người lẻ quẹo luôn. Chó sủa gì vậy luôn ý? Ngang chó quẹo ngay cậu đan á, tôi yêu cậu đan á. Ngang chó đang sủa, ngang chó đang sủa à, rồi quẹo ra đó. Em vô em chọc nóng nữa. Đang sủa mà. Thôi để tôi ra tôi rước anh. Em đi đâu đi chứ em đi một lần mà quên đó. Còn có còn mới dưới chứ. Lúc vô nhà có nhỏ gửi trước là vô đây là con nhà con nhỏ con Ngọc nó nằm ở đây nè. Ngọc nhiêu tuổi anh? Gần đây gần đây á. Ngọc nó nay cũng hai mấy à? 24 không? Từ từ nó nằm đây hết rồi. Tóc dài hay tóc ngắn? Tóc dài. Nhà có mấy chị em gái? Không, lúc đi chung với con ghệ vô chơi thôi. Ồ vậy hả? Không cứng trời không à. Ờ ừ, đây ổn bà đừng mà đừng nó hai vô. Thầy đi ngoài mới chạy xe ra đó. Không phải mới xe. Út mới chạy ra đây tôi ngồi đây tôi thấy mà. Sớm. Giang uống nhanh gọi nha. Hụt kèo hoài thôi. Đúng chứ đi đòi mày đó ăn cái từ đó là dám dầm mày đã giờ hụt kèo 3 lần 4 lần gì vậy. Không được. Chị về cho anh tên thử anh cầm ly anh đưa lên uống tướng. Chắc hồi gót ly đầu tiên mà khóa giật tướng. Ừ, tệ cái đủ chứ hoài cái đủ chứ. Anh ngồi anh ngồi để chị cuối hơn rồi anh nói cho. Nóng quá à. Vậy phải nói à. Sao mà tướng được. Phát pháo đầu tiên. Pháo đầu tiên. Đây, chị, giờ nóng quá à. Giờ tao hết thi với mày nói rồi. Nó sót rồi. Tao ghé. Đâu mà không quá sót rồi. Mặc áo vô. Giờ tao chịu hết nói. Ngúa gì đó nói chuyện gì nói. Mà giờ em mặc áo vô nó sót. Vậy chứ tôi về nhà ăn là tối ngủ cũng ở tầng. Ước áo anh Thông cũng vậy á. Vậy á. Tôi là em về em tắm á. Chứ không phải không tắm đâu. Là ở tầng mà ngủ lên dẫm nha. Vâng, giờ chỉ khoảng chừng 4 năm nay là không ngủ được dạt được. Là bây giờ em Phong chấp nhận là xuống một tuần dưới nhà ăn hay rồi. Cho em ăn bé. 9-10 năm hả? Ngủ này một cân, 10 năm ngủ giống rồi đó. Tại vì á tôi nói chung là không gì. Tôi hôi này nè. Hôi đây khoảng chừng 6-7 năm nay à. Rồi vậy rồi. Rồi vậy thì nằm ngủ giẫm không à.
Rồi bây giờ đủ giọng rồi đó, cho ông nghỉ đi, không cho đủ nữa. Anh vừa đây, nói anh bảy, đừng nói hiếp anh nha. Ăn đi, không có đây được rồi, được. Cái này có người mới vô cái này. Hả? Người mới kìa. Chén nè toàn nè, chết mẹ mày tắt luôn rồi. Chén dưới nước trời. Em đâu biết. Còn chén này nè nè anh giữ. Chén nữa còn. Chén này. Hai người ăn rồi. Rồi, Nhật. Nhật anh Khánh không đi chứ Tâm Liên rồi Nhật rồi có mận đấy, có mận không tỉnh. Đó. Còn mấy cái dạ. Hả? Cái này còn được hay lấy cái kia? Có cái cao kìa, ốc có cái cao kìa. Cái bản này lùng quá hả? À? Cái lùng quá à? Cái nhà này à? Để em rẽ xuống chứ. Lớn hơn này nhiều thì được chứ, mà thùng bê rồi dữ lắm à. Thùng bê nào? Thùng bê nhỏ. Cái thùng bê nhỏ không? Ừ, thùng bê nhỏ. Không, nếu mà cái góc nó dữ dằn lắm à. Kiều bán này lấy cái nồi lóc. Ừ mà còn nó tàn đẹp đó. Thôi rồi. Nó tự thừa. Vô phải vô sao hồi nãy giờ. Nãy giờ uống gần quên muốn uống cho nè. Thôi được rồi. Hồi nãy hai chai khu gần uống gần hết luôn rồi. Bây giờ vô còn thấy đưa tôi nữa. Tôi uống một ly. Hả? Ăn gì? Trời ơi, em biết nãy giờ con muốn có muốn ngáo rồi nè. Con muốn tè. Tám. Ôi, bản này. Tám. Dạ. Quá đẹp tài luôn á. Dạ. Đúng y như ca sĩ à, bữa là tôi y như ca sĩ luôn á. Ngồi hai ghế hai người hay gì gì luôn. Cao mà. Tám ơi. Ủa ta được cái ngoài hình như bữa nay nó ngồi con về tới giờ. Con cậu cũng về mà. Vậy hả? Bữa rồi khác bằng hai anh em mà. Đi. Lại hai anh em mình lấy miền ta hết có ai ca được đâu mà. Có ai ca đâu. Rồi hai em mình ca, hai em mình dứt có ai ca được đâu. Bảy không có hai. Chảy cái mi luôn sao luôn đụ đó. Con mời ông bà cô chú anh chị, con mời chú Hiền. Ăn lẩu với những người trong hương vị đồng quê nghe. Anh chú thợ làm nhà ngày hôm nay. Úc kim vô cái nào đó. Đâu Úc, tới anh Úc, tới anh phụ cho ta. Cái đổ rồi anh gì. Nốt cho chua ra, nốt đi ra nốt. Mới chưa, nãy giờ em luôn u quá tội đúng rồi. Cái khung này mình quá lý tưởng luôn ha. Cái giờ đúng rồi. Đúng rồi. Em thấy còn khúc á, hai cái như là hết đứt dai mẹ rồi. Nãy vũ mấy lên ha. Uống xuôi rồi. Vô. Người uống xuôi từng cái nha. Rồi. Uống trước à. Không em uống rồi hết rồi đó, còn mẹ nó đó. Bậy. Đâu kịp, vô lẽ. Đâu lẽ chứ. Vậy hả? Thôi mà hình như tại tại đi chơi thôi chứ rượu với xui của anh đúng cái á. Rồi đúng rồi, người đúng cái. Mày đủ á. Ba ngày không phải đủ. Đủ dữ lắm. Ai mày hèn gì thấy lúc này đi. Ba ngày nào không có đãi luôn hả? Trời trời. Không có đãi. Hèn gì thấy đãi hết nổi chứ. Hết nổi. Thì hết nổi. Mà tên nứt mà môi dưới có nứt không? Uống với xôi gái mới được. Thôi chết rồi qua đường đưa về. Đúng rồi, dữ lắm. Đúng rồi. Tại là bội mà hỏi gì thôi chứ khỏi. Nè, 30 lâu sau em rút mà, múc mà. Ly bển không chịu chờ mình lấy gót đâu. Con muốn ăn mà anh bỏ cái tầng này anh chết với em á. Đây. Tại nói vậy thôi chứ mà muốn được thằng đó nè. Đấy, đó. Nó giận vậy đó. Anh mà anh bỏ thằng này anh chết gì em nghe. Nói nhà thấy ghét. Dứt. Anh dứt sao mà em không ăn được cái chén này luôn á mới ghê á. Vô với anh nói rước vô cái. Đúng rồi anh Vũ. Đúng rồi. Bữa nào tao mà anh uống một coi. Anh Nhật. Không à.
không ấy mà ít lại chứ. Còn với mương á. Cái này dạng thợ trên cao. Nó thợ với mương. Thôi nó la nữa quên. Đó, mình rất là dữ quen rồi. Xong xong với rồi mấy chú tên ngọn không. Chết rồi. Đúng rồi, má cắn đập tranh đúng với cũng thôi. Đúng rồi, đúng đúng đúng. À. Đúng rồi. Thì rồi. Hả? Rồi. Không bưng ly à. À rồi. Cũng với tên nha. Trời. Chứ còn cậu cũng thấy cũng cái không biết gì không mà bị phạt, đi tới bị phạt. Thôi, nghĩa là ai đi tới thì bị phạt hả? Đúng rồi. Hồi hai thằng này sao? Hồi sớm á, không. Đó nhậu tướng không phạt. Thằng này có nhậu rồi thì uống nữa đi. Ừ, anh em uống nữa đi, tâm lên đây. Rồi nó em với nốt cái. Ừ rồi. Ông này bốn nước rồi không phải. Em tại tao uống ba ly liên tiếp vậy, bắt bộ là uống vậy. Giờ ba ra bảy hả? Ờ. Phạt á là như trong hồi ăn nhậu phạt. Ờ uống ba ly để uống gấp vòng nhiều ly hơn. Anh em đi xuống nhậu rồi mà mình còn về tắm rửa đẹp trai để tóc 73 láng có mà mới lên là bị phạt vậy đó. Còn đây phải về Lộc Dũng á. Đó, là anh em người ta muốn xỉn hết rồi. Phải về Lộc Dũng á. Hai chai rượu năm xị là muốn hết rồi bây giờ xuống. Thì bây giờ là phải chịu giá pháp vậy đó. Là ông làm ba ly hả anh Vũ? Không, là uống chất chồng hết. Ê, còn đúng không chú? Đây, con hả? Đó, là những cái người nào uống chút rồi. Để lại. Còn có người nào nãy giờ uống chút không? Xí xó. Sao nó nói nhiều thì nó dễ nó xử xử cho mà. Mở lên thấy là mày thấy cảnh mày. Mở lên thấy hôm nay đâu chưa đưa lên đâu, mai chắc mới đưa lên. Này quay lên đưa lên trực tiếp luôn hay sao? Năm ngày mốt đưa lên. Đúng rồi. Rồi yếu không dám mà quốc mỹ. Anh em mình đi. Rồi, đúng rồi. Rồi, uống nhiều nha. Tao biết ông ông đi tao biết chứ. Bình thường dễ gì mà. Để đó thằng uống sao đừng thể dễ gì mà biết chứ. Bữa nay mày dám mà. Gắng uống thuốc dưỡng dưỡng được hay sao thời gian khỏe lên một bữa ấy. Bữa vô tao mong tao biết ông cũng nghiêm lắm mà tại thấy có tôi vô nhiều khi anh em rồi ông quốc về cái tao biết nha. Uống nhân quốc. Có sao lắc cắt. Có mạnh hay uống mạnh ha. Quá ngon. Có không nhạc uống mạnh nè. Ừ. Ngon dữ lắm cái này. Ăn uống liền nữa. Từ nhỏ lớn á. Không sớm giờ. Nhỏ nhỏ là đâu cũng chơi. Tốt. Thôi con sẽ giới thiệu về tới thời này. Cũng con dao mà. Đâu rồi. Tâm bàn. Nguyên trái là nguyên luôn. Ai muốn ăn một miếng là uống một ly. Bây giờ không có đẹp chứ lạ anh coi, mới ăn thử miếng lạ. Thử miếng thấy thế nào. Lạ lạ. Ừ. Sớm ở đây là ăn sẽ sống mà. Rồi dài 3 tháng được không? À, là cho biết thôi, cho biết là cái xài đi nào. Phải sợ 3 tháng luôn hay gì? Dạ. Tại vì có tháng em. Thì uống tái tàu hơn, cái màu cũng giống vậy, cái này không có xài lạ. Dạ. Sợ có tháng. Đó hả? Ở đỏ. Đây mình xuống đây gần hả? Tự đặt tên luôn. Tự đặt tên luôn. Nó đang có không không buồn đâu, nó có lúc lẻ lộn có. Vậy hả? Mùa mới được chứ. Đúng rồi, mùa nó mới có. Hiểu tháng mới có. Bởi vì mà 7 giờ sớm mà uống một ly mới ăn được miếng thử kia thế nào á. Người ta không đúng 2 ly, bạn hết đúng 2 ly. Không hả? Bạn hết đúng 2 ly. Không, hỏi luôn bà chịu không? Chịu luôn. Đã bằng miếng uống hả anh? Trời gọt rồi má ơi, chơi gọt. Không biết vậy nhiêu? Miếng hằng ly. Hả? Ly. Không ly không được. Hồi nãy nãy miếng nhỏ xíu một ly rồi miếng bự gì ly không được. Rồi cái miếng bự anh một ly còn miếng cái hột này anh nửa ly. Là mình anh ly rửa. Hết cái hột mới được nha. Không có, mình ống ly rửa chứ châu gót cho ống ly rửa. Cái miếng đó nhiêu? Cái miếng đó nhiêu? Cục nó ly đó. Đúng rồi. Đây. Nói chơi. Hôm nãy giờ đi chưa giáp với anh Thu tôi à? Mới có ba ly à? Trời đủ cái trồi. Anh em mình đi. Dạ vô. Chưa giáp anh Thu tôi nghe. Chưa giáp hả? Chưa giáp. Không chưa giáp nha. Nãy anh vô cái nào đó nha. Không có anh cái mà. Thì anh vô cái ai nữa? Tận cái tấm lên mới giúp tấm lên. Em nhấc nó. Tấm nó đi. Đúng rồi này là giáp nè. Nước hả? Nó gọt sạch chất lượng không? Được. Nó giờ nó lụm như đang thấy không? Ăn lụm nhất. Rồi. Ăn giống sợi chính quá ha. Lạ lạ hết vô ha. Lạ. Đỡ được thôi cái sợi lê. Nó không chua nhưng mà lạ. Nó sợi lê ăn còn tệ nữa. Lê chưa thử. Đó, thôi đứng này. Chưa thử. Cứ bán 1,5 kg. Trời ơi. Ăn nó lạc nhát. Cái bóng lưỡng luôn nghe này đẹp dữ lắm đẹp. 1,5 kg.
đang ăn lợn nhất rồi. Thì ngủ luôn không? Đúng không? Sẽ đó. Dạ. Cái này thương đời. Đúng vậy anh ơi. Anh em nãy góp ngang nhau. Thiếu Khanh, thêm nữa còn. Thiếu rồi. Đúng rồi, góp ngang nhau. Thì bà dẫn, với tôi còn dẫn bà nhiều hơn nữa. Vậy vậy thôi, vậy hãy uống đi. Hai nè. Rước chỗ quay, rước chỗ quay, rước chỗ quay. 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 Không có biết rồi, nhưng mà bữa sinh nhật cô Tuyên không của anh, bữa sau gặp anh ở quán đó, anh mới chửi. Xin lỗi rồi, có làm có gì ta không dám rủ anh em. Bữa đó tầm em ăn đồ ăn cái gì? Một tay mướp. Chị nhớ này, chị cũng nhớ. Mới giữ con của anh em nghe hả? Không có gì, không có gì. Tới giờ tính giữ con ngay luôn. Con Lâm Dũng. Bữa cầm điện thoại trên tay xuống luôn luôn. Mai. Mai rồi, quả mai là trốn nó gì vậy? Con gì giữ con, đưa con Mai đi học. Đúng rồi. Giữ con Mai là chị của Hằng Di, Hằng Di. Giữ em, chọc vợ em nhưng mà vợ em mà vợ em mà anh chọc vậy là vợ em buồn, em cũng buồn vậy. Buồn tối không coi. Mấy hôm nay ra. Mày nữa mày. Đó mày đó gì à? Đủ cái gì vậy? Dưới cái tay mà. Cái gì vậy? Anh em mình nói tiền nhà anh em mình cũng nhớ cái tao phải kỳ á. Thường mới giống Trung Quốc liền lái liền. Ăn không Thương? Hai cho Thương. Không là chín mới ngọt nha. Trời dồi mà. Sống nó chùa dữ vô mà chín. Rồi, vô, vô. Vô, vô. Rồi thôi, cái hồi nhỏ nó chua dữ lắm mà ngọt lắm. Ừ, này chua dữ lắm. Nó không tôi thằng anh ca. Ngọt dữ lắm. Này không phải xài cốc, gọi là xài mút. Nè nó nè, cái hồ của chán không nó. Cái này gọi là xài cốc lọc. Cốc lọc, cốc lọc chứ. Chính gọi là cầm cái vỏ mình xuống rồi nó sơ không à, ngon lắm. Xài vô nãy giờ mà không có đâu thấy. Chính gọi là vừa sống ha dạ chứ này thằng này cũng kỳ vô ngọt rồi, ngọt rồi. Nó ngọt luôn lắm. Ừ. Đó. Nó không ngọt mà. Cái này. Ngon rồi nãy giờ mình đâu chính mà chàng cái vỏ này nè cầm lên rồi suốt cái vỏ rồi múc á đó mà ngon không có gọt nha không gọt cầm này suốt vỏ ra múc thôi gọi sao múc mà không suốt vỏ ngon ngon mẹ ơi đúng rồi có cái gom về nó cũng dưới góc á không có cái gì cái gì cái vàng cái này cái ứng rồi gọi sao múc mà anh biết một mùa xài một cây xài cũng được cái tàn luôn. Cái ta thì cũng 2 kg ạ. Cái ta. Cái ta cũng 2 kg. Mấy cái ta nó phải nổi mẹ thấy cái gì ăn không à. Cái ta này không có ăn tầm 7. Cái ta đó. Cảm ơn mấy em. Anh mèo đúng không? Đúng rồi. Cái hai cái mấy cái ta hai cái mấy cũng được. Có nhiều người chính luôn rồi. Tôi mừng con bắt chết tiền hai cái ta nổi lên nó còn chịu ra. Nó thôi con ăn con không hết rồi bỏ ra có sao nó sinh lên dương có sao sinh lên xô gà con ê mà bận sao ba bắt cá với này nấu gì ăn nó lũ mắm hay gì sao hả hả cái ta không cái ta làm gì ăn ngon mấy quỷ mấy quý vị cá sạch ta hả cá bên lù cò mắm cò mắm con chừng 2 kg cái mấy à không bự không mày nhớ lên hai trái ăn nữa không Khanh một anh thấy hai mốt mốt mà không có. Mà không mặn hả? Tám lùn hay con bự nữa. Mà không mặn. Bự nữa. Con này 2 kg rồi con cá dài rồi. Tại mua về ở dài. Xong lẩu mắm cái này là lẩu mắm con dùng 2 kg lẩu mắm. Hả? Lẩu mắm. Còn bự nữa thì tám với lùn. Bự nữa mới tám lùn. Đúng rồi. 2 kg lẩu mắm thịt ít lẩu mắm được. Em cho nó nóng nóng rồi. Dạ. Con nóng nóng rồi. Đi đi đi. Tám lẩu vô. 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 Để mời chuẩn bị mồi chưa? Dạ. Mời chuẩn bị mồi chưa? Dạ có rồi. Uống nhậu mồi gì? Cú vậy? Đó là theo yêu cầu không ạ? Rổ bồn bồn. Rổ bồn bồn hả? Đi qua siêu thị mua nha. Dạ, hơi điểm quá. Đâu á? Mua chú thì nở không có. Nếu nhà không có không? Thôi đồ mẹ có được nhím rồi. Đỡ lắm. Chú Tuyên nở mơ đóng cửa rồi, nãy điện rồi. Mơ đóng cửa.
mà thì nãy đóng cửa không? Thấy cũng vậy thôi cậu Út, mà sao cậu chơi con? Vậy tối nay về em tối chứ chơi, cậu cháu đủ vui vẻ. Tao nói nhúng vậy, tao nói vậy. Thôi rồi, thôi. Thôi chị đừng dặn. Thôi đó thôi, đừng có nói. Chị đừng có dặn cái miệng, chị dặn, chị đừng dặn em mất công á. Anh Vũ, anh Vũ, anh đưa, anh mở cái đèn ngay ngay cái công tắc ngay cái cột của anh Vũ. Bấm nút. Có đêm nào có đêm kia. Thôi uống cái chú đi. Tâm này dễ đi. Rồi rồi. Hết bữa anh chúng ta gặp nữa. Phải đi bả dặn. Ôi nó có đem tao luôn. Ủa chị đã rồi. Thôi vậy nha. Về luôn chúng ta. Dạ. Nhớ đường ra không anh vậy? Có em qua làng trại em biết rồi. Đi chụp vô không? Anh nó hỏi được mà lên nè, gọi ngại nhiều quá nên anh em bữa mới lên tới không biết em mà nãy giờ anh tính em sợ anh xấu tay thường em anh không dám uống em á, nãy giờ tính mời em mà không dám. Vậy thôi, vậy thôi em mời trước nha. Rồi anh em thầy trước chút gót mỗi chút ăn chút nữa gót nãy bữa lên nhà hai anh em mình ca quá hay luôn à, không dám mời em nữa. Không ai mà giờ dựng mi được cái hai anh em mình mà. Hai anh em ca gì sao mà hay. Hai anh em mà dựng mi xuống mà đâu tao bây giờ kiểu. Ca hay mà hết hồn đúng á. Rồi bên đây đổ bên đây chết hết nè, bên đây đổ bên đây chết hết nè. Chứ sao yêu cầu khánh khánh thêm hai cái quạt nha. Mưa. Để bữa hai anh em mình đảo ca nhiệm vụ đảo anh luôn đảo ha. Không mà tay không được giờ là chè chứng mình đó. Ừ đúng rồi, theo bên cột thôi ơi, cậu theo rồi nó quay cái bài đó thiệt rụng rúng luôn cậu nữa luôn ha. Chứ sao là nhậu ở cái sàn khách sạn đó thôi rụng rúng mà kêu bé qua mà kêu thôi mà. Chưa nói ở đây cao hoài giật mi rồi bị quýnh luôn á. Để mấy hưởng nó có dĩ đây nè. Ở ngồi giật mi hoài. Em không dám phun luôn á mà. Đây bên đây ta vừa nước vừa rượu luôn mà không kêu đi kêu cháu. Cháu nó làm có nước mà chó. Đầu tiên vô thử mi á. Thử mi gai đau là thử mi đó. Mở uống với em chồng của bà cái bà giúp đưa nó nữa. Mẹ chưa phải thôi bà châu. Nước lớn nè. Dưới mặt nước á. Cũng còn giáp giữ thương mà vợ tôi nó còn đang nó nhớ, không đi kiếm con khác đi nữa mà dám mà kiếm gì mà làm gì không dám uống anh em nãy thấy giờ thấy bưng liền không tự nhiên vậy xin nữa chứ không biết thầy ai biết anh bệnh em muốn chơi sao đây hỏi cô này biết chưa có đây này dặn cho thầy giả này giả cho tao chị nói chị dần nhớ là có tấm liên chứ không nói dần nhật tôi không ăn uống còn bây giờ để thì biết ngay vậy có vậy có ăn đúng nhé đi làm ngoài ghé hoài tính ghé không cái nước mía mình mua người ta mình tốn tiền cũng muốn sử dụng lắm mà nhiều khi hai người tới hả nãy thôi về nó bay nó chú Út về về cẩn thận nha chú Út đừng quay nha đừng quay nha đừng quay nha rồi. Không nói nổi nó còn sống mà nó nổi mất cả không nó quằn xuống lên tới đất trong hạt có con nhận đem cái nó còn đâu bữa em nói cho chị Út nhất nè lên mà quên. Mít con hạt. Đủ thấy không? Mít con hạt đụng mít con hạt một con ăn ăn ra đụng không có muối nào thôi đó. Nếp sơ luôn à. Nếp mà. Mà ăn nó ngọt. Ngọt thì đắng lại ngọt như sake vậy á. Ngọt thì cho ăn nhưng mà nó ngọt. Để đổ tôi nha. Thấy quên chứ hết chứ không à. Nhưng mà sake cũng ngọt mà mít. Bây giờ mít ngọt như mít vậy nó cũng ngọt vậy á. Bây giờ mít là không. Sơ cơm cũng ngọt rồi. 18 tuổi. Mà mít nó mỗi lần hai viên chứ phải viên. Tại cái mít mình sơ cơm cũng ngọt rồi đừng có đừng mà nói vậy á. Đúng dạ. Vũ luôn đi. Anh này uống 3 viên. Sao 3 viên? Em 48 tuổi rồi. Tại vì anh là 18. Có thuốc mà cho chị Châu để cho
ông uống cho thuốc gì hết đỡ chết. Đỡ bệnh thì thuốc gì đó hả chị Châu cũng không biết nói gì hơn thôi giờ ra, cảm ơn Khánh nhiều nha không có gì đâu. Người lớn uống 2 lần 2 viên đó mà một ngày mình được 2 lần ha để đọc cho chị nghe nha 6 lần thức nhất út út lấy không ngoại nè thuốc này không phải trị bệnh phong thấp nhưng làm giảm đau khớp xương giảm đau bắp thịt giảm đau khi bị cẩm cúm thì cẩm cúm uống được luôn chỉ dùng cho người trên 18 tuổi uống uống mỗi lần 2 viên một ngày uống sáng 2 viên chiều 2 viên trong vòng 1 tháng chỉ được uống tối đa là 10 ngày cũng như 1 tháng là mình uống được 10 ngày thôi phải không đúng rồi. Nước ngoài cái gì em mấy nước ngoài nè Có anh em nào cái bữa uống chưa cũng được đẹp đều đều uống chưa đúng chưa không uống đi không cũng em thì lâu lâu ta mới vui được một lần tao mày chồng nửa ly thôi vô còn tính ly nữa không để đem em tao uống nè uống vậy tính hai anh em tao uống cái đấy vậy đi hai anh em uống cái tại nó chơi chứ anh em uống em vũ em chơi em cũng mệt hơn em mệt hơn bảy như anh Phong nhiều lắm.